Rồi, Hawk Firebreaker. So boss, hey, I will sell next game. Ôi, ao làng nữa rồi. Cho cái xe khoe thì còn cháu để sau. Ủa ơi, khoe có 10 ông thì anh đứng có 10 người đài chơi thì ông đứng ở top 10. Sao anh đang biết ai đánh với ai vậy? À, mình đang xem ở trên Twitch. Các bạn biết nền tảng Twitch không? Nền tảng chuyên là platform chuyên để streamer, streaming ấy. Nổi tiếng thế giới. Mình vừa xem 2-3 màn nữa. Chỉ có mình thích Phải buồn đây cái hot này OP vãi phải, nhưng mà cũng đơn giản là Firebreaker nó rất hiệu quả ở trong thời điểm hiện tại. Goblin Cake, yeah, Goblin Cake. No, it's Zappy. Congratulations, you are OP. Hawk không, Hawk bây giờ phiên bản tốt nhất vẫn là cái deck này. Hawk, Hawk Firewaker. Chứ còn những cái deck khác thì thực sự mà cần kỹ năng cao. Và đặc biệt một sao Canon với Canon Cast được. We have good matchup right now. I think this matchup is better. Lam và Điệp. Hey.
Các bạn biết là cái thằng cách đây 2 mùa có một thằng top 600 mà nó ăn được 20.000 tiền đô la, tức là nó finish top 1 của CIL. Nó vô địch đấy. Legend đang win à? Rồi. Chúc mừng Legend ha. Nhưng mà mình cần xem những thằng top top cao nhất, tại vì hiện tại bây giờ là còn mỗi 29 phút, 28 phút nữa rồi. So what's us ranking one Chinese guy? Hey, I'm Vietnamese, not Chinese. Are you kidding me? Tôi thích Dali mà sao ông ấy ngủ vậy? Trời ơi, cơm cá gạo tiền. Khi mà mọi thứ nó không còn như mong muốn nữa thì... Cái đèn của anh Dali đó là kinh doanh, mở quán kinh doanh lúc Covid. Quá đi ạ. Và lúc đấy thì nó lại có nhiều yếu tố làm cho cái area nó không còn... Nó không còn... còn ưa chuộng nữa, vì vậy là mọi thứ nó không còn thay đổi, nó không còn là như mong muốn. Chứ nếu mà như 2018 hay 2077 thì sợ anh Tali mở mở quán game là quá ngon luôn. Ồ, đang làm gì ấy? Bật lòng mà chứ. Cái đấy bắt đầu vào hôm nay nhá, thì đã diễn ra nhanh thôi. Em sẽ nhắc lại một số cái mình cần chú ý trong cái tuần trước thì xảy ra cái nhiều lỗi gì như là đeo này và đỡ biết mình của thì mong mọi người làm đeo cần cẩn thận hơn phần này nhé. Mình bỏ thêm nhiều thời gian để thích nghi hơn, đặc biệt là cửa sổ với cả những yêu cầu cơ bản của khách. Cái thứ hai đấy là về OTP chỉ là giống thẳng, thì mặc dù là mình ít khi mắc lỗi này nhưng mà mỗi lần mắc lỗi này thì khách từ khá là nghiêm trọng lúc mình mắc. Đa phần là họ bảo là mình ok, làm rất là tốt, chung với chất lượng ảnh, nhưng mà hay bị quên phần giống thẳng. Một số phần giống thẳng thì em đã cho được người bảo là update nhận phần trước đó. Thì họ đúng check kỹ là phần giống thẳng, nếu còn có phần nào mà mình cảm giác như là giống thẳng không có rất mấy nhiều chi tiết thì sẽ hỏi thêm CD hoặc là nhắn cho em để em hỏi tôi cũng được, để biết là có phần giống thẳng cho em không. Ngoài ra thì không có gì nhiều về chất lượng của trước, đang là khá là tốt. Trong phần đó là em nhắc đến phần lưu trình. Lưu trình thì không biết là khi mà mình có hiểu hết ý sự này không, thì em thấy là khá nhiều lần. Thì không nên là làm thiếu ý sự thật của khách, chỉ là khách DK và phần trước thì bây giờ phải kết là cũng bị có cái có chuyện về. Thì mọi người lưu ý nhé là khi mà có chế độ mua mới tất cả những cái gì, nghĩa là chắc là 1-2 tháng nó sẽ rút tất cả bộ công ty, thì nó sẽ bao gồm là KPI của nó sẽ bao gồm là các chuyện về nhiều các chuyện trừ KPI này, về nhiều con tên bị trừ KPI mà về nhiều lỗi cũng bị trừ KPI, nghĩa là tất cả những cái gì mình cần trải nghiệm bây giờ chỉ là chất lượng thôi, lúc đó mình sẽ không yêu cầu là mọi người phải nhanh nữa. Đấy là có thể là mình sẽ bắt đầu cải thiện chất lượng này bây giờ để mọi người nhận được cái việc thì mình sẽ làm chắc chất lượng hơn. Em thấy chất lượng khá ổn rồi, nhưng mà cũng có những cái hàng dụng như chủ hết này, OTP, Dell, những cái hàng mà hay bị khách gọi với chất lượng, có lẽ như là cả mình là chất lượng. Anh ai vừa qua thì
Có. Nhưng mà tháng này đã áp dụng cho mấy đội kia đâu nhỉ? Tháng này chưa nhá, nếu mà áp dụng thì sẽ thông báo ngay cho người từ số tháng. Chứ không phải là thông báo ở giai đoạn từ đầu và từ tận lúc cuối tháng mới thông báo mà sẽ được áp dụng. Tắm rửa nói qua rồi đấy. Chắc là như như mọi người nghe qua đông người ta anh Nam đi học về tắm rửa nói qua rồi thì từ dưới nó sẽ bao gồm ba phần KPI. Thứ nhất là bao gồm là cái phần tiếp tục tất bao gồm số giờ sản phẩm mọi người làm, mọi người sẽ được từ áp dụng sản phẩm, ví dụ như là một người phải làm mấy trăm giờ một tháng chẳng hạn. Như vậy cái thứ hai đấy là KPI về Viper. Okay, last game. Viper and Eagle. 4 minutes left. Who will win, Remyali? Toàn bị giật. Còn Infernal Dragon chỉ cần kéo một cái tornado vào trong giữa con Electro Ryan, Electro Ryan đã xong. Remyali, Ghost Creator. I don't have. Sorry. Thanks for watching guys, have a nice day and see you next stream. Turn on notification, don't miss subscribe my channel. Subscribe my channel, thank you. Thằng Lai cấp 2 à? Cảm ơn anh em đã xem nhá. Cảm ơn anh em Việt Nam. Những người anh em vẫn còn đam mê với Gragwa. Thank you guys. Thank you for watching today. New update is coming. New update, new season. Thằng Filippo đang đánh với Muji, mình đang xem trận này trên Twitch. Nhưng mà trận này thì Filippo khó ăn rồi, Muji thắng rồi. Muji ăn trận này. Tại vì nó chặn được Grand Rider, không ạ? Chưa, Rocket Time chưa phải lúc này. Ok, I think Remy Ali finish top 1. 18% for Remy Ali top 1. Rocket Time phải đợi tầm 30 giây cuối cùng. Oh, Flippo win, come on. Oh, Flippo win. Shit. Thằng Remy Ali Wu. Flippo win. Vero. It's Vero. And rock a time. Rock a time. Rock a time. Flip for top one. Thank you for watching and thank you guys. Have a nice day. New season is coming. Flip for. It's Vero, Vero, Vero. Thank you so much guys. Have a nice day. Bye-bye.
Finish đi, 5 giây nữa. Finish đi. Vẫn chưa qua giờ. Ok.